này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng ghê. Hai lắm. Bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á, những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn trĩnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống gần giống cái mặt em á. Nó cũng tròn tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như trái mít là em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nói bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi vậy. Trời, bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ở ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng, từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi cá tính không? Dễ sợ chưa. Rồi chào hai bạn. Vâng. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Rồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào em. Quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy. Cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa. Tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ, nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi. Em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc. Cùng một lúc nhiều việc được đúng không? Việc. Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Với lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em đó hả? Thật, con người rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ, điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác. Vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giữ được tiền. Giờ phải kiếm bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi khỏe có bằng kia đó coi chị. Rồi điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em á là tính hay quên. Có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu thôi. Trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi hai tuần mới có ngày. Tao lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có ngày không sao đâu. Mà 6-7 lon nó chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa nhà được. Em có trồng trái mít này hả? Dạ nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Thơm lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mít anh gì? Linh thích ăn mít lắm. Ngon. Trời mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là
cái thân nó cũng giống giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. À, đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương. Hồi em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ, cao từ 1m55 trở lên. Rồi, có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé. Em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi. Còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng. Kêu bé bự cũng được. Bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư rồi, dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc, chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Ừ. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi à. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ, em gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ừ. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông dạ. báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về má mới cho về. Chẳng má, những dẫn má. Về mà còn giác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có giác xong mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Thằng gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần. Tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng rất thích hoa. Mít rồi dè qua đây thôi khỏi trao. Đó dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với muối tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh. Thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì đúng không? Ship luôn người thôi người. Dạ vậy được á anh. Em dạ. Xem lại tặng bông hướng dương. Em thích hướng dương với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng như. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn trĩnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống gần giống cái mặt em á. Nó cũng tròn tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi.
Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như trái mít là em cũng lo. Anh Linh á, ai nói mập đâu, nó bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi. Rồi bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới còn. Ừ, anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, những phút giây thật tuyệt vời, là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu vô đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Còn chuyện cô gái bấm hay không, chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vân không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi nắm tay đi, chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen chào. Chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung, chứ còn không có nhiều người rối á cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt nó mũi dữ lắm. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ vâng. Rồi chúc em hạnh phúc.